Ai biểu ông thả dây bảo hiểm cho chạy nó chị? Còn không? Tháo cái đầu trục. Cái dây bảo hiểm đâu? Wow. Anh đi qua chỗ trống trống đây, chừng đâm vô lại giờ. Rồi anh nối dây vô được rồi. Đi qua bên trong dưới kìa, đừng qua này, bên qua này. Trời. Qua này nhiều cọc. Chạy vô đó được hay ghê. Nó lại tới đây luôn nè. Đừng. Coi con gì đã. Nếu mà con cha mà nhỏ quá thì to lắm. Đi không đi. Đi qua bên kia đi. Tớ mày đi qua đây hồi nó quấn vô mấy cọc này là mày thua luôn á, gãy luôn cần luôn á. Được mỗi cái mồm không à? Ừ. Đi mà cá hô còn nhiều lên nổi mà cá này không nhiều không nổi. Cái mồm đó, đây trước mà. Thôi kìa. Kéo cái chai qua đây luôn đi. Ở tới kia luôn à? Đâu lẹ tới đó chứ à? Sao tới nổi? Lại đi vòng lại bên Dương kìa gần hơn rồi. Dây dài mà. Để nó cứ căng dây ra rồi cứ nằm vậy đi. Căng dây ra đi mà thấy. Này nhìn cái chấm. Cái tà chấm. Rồi. Nhịp thuộc giống chấm á. Con cua á mẹ ơi. Rồi. Cái đông anh kia kìa, anh thấy chúng mày dở gần lên thấy ơi. Đã tới sóc chia đôi mắt gì dở, đúng không? Dạ. Yeah. Vậy lại coi. Thì em với anh chia đôi, em qua em giật cái con. Nó chạy cả này. Bốn chị đó thằng Tâm ơi. Đây, đừng nắm qua đứt á, chục nó nhỏ lắm. Cầm luôn cái chai giờ này đi. Quăng đi, quăng quăng. Thu lại. Đó, đứng nha. Rồi, hai tên đã thả luôn rồi. Thả, thả, dục. Dục. Dục chai ra. Chai, chai đi. Này dính nhau đi. Ai nổi kìa, thằng trò môi. Thằng kia cách ra. Cái cờ con mới nổi của thằng kia. Phải không? Rồi thả đây nè. Con. Con thằng trò con. Vô lui đây nè. Vô còn luôn. Tương lai là hai con nó ôm nhau rồi đó. Mà nhiều quá gốc này. Con này con chấm nè. À. Kéo sao được. Sao không kéo? Dây anh cũng bằng dài bằng dây em đâu mà anh lo chứ. Cái người đại dương rồi. Rồi vô cọc đó là coi như anh rồi, vô cọc đó thua rồi. Thì vậy mới vui. Cái đó là mấy ông này bắt cá xong là phải mua nước cho mấy anh uống chứ. Cái cần kia tới đây rồi nè, nó vô tới đây. Thì đó, ai con quấn nhau là như hai ông đứt hết luôn. Biết cho, tại vì câu này ai được con cá to là được tiền. 500 ngàn, đó, ai cũng cố gắng chứ thôi. Tại chúc tôi một cái vụ xíu xíu bằng công tác chịu nghỉ hả? Ừ. Mà. Đi lục quen. Đi lục quen. Thôi, năm nay tao không dám giật lên liền, kiếm thằng em từ từ ra. Ồ, dính trục bên kia đó hay gì cả. Ồ, xong luôn rồi, dính trục bên kia rồi, con thành rộm hết cơ hội rồi. À, ra rồi. Hiểu không? Buông ra luôn, cho nó chạy vô hồ luôn. Hai người thi nhau. Tình hình đang căng thẳng. Ok,
Con nào bự hơn Dương? Con này con cha nè. Con này chắc bự nè. Con cha này thấy bự lắm. Con này con trắng mà. Con này nè. Còn con bên này chưa biết con gì hết. Đây à, nó tới đây rồi nè. Sao tới được? Sao tới 36 rồi lên chỗ này khúc với mấy. Ủa nhà hàng có ai? Không được có cho qua đó dính mấy cái cọc là banh hết giờ đó. Hết từ từ chứ. Ông Dương lo lấy cá lên đi nè. Nói rồi, 10 cần, cần nào cũng có cá hết à. Cá ăn mạnh lắm. Qua đó là đứt ông Thành ơi. Cọc không á. Con máy không có lưỡi. Cột cái cục đá. Có dây rồi. Đâu. Cột cục đá được rồi. Dây ngắn lắm, giờ chỉ có lấy dây bảo hiểm thôi. Kìa lấy cần 63 kìa. Ông Thành ông nghiệm tròn như chiếc xe luôn rồi kìa. Vậy đây giờ... Từ từ đi, từ từ đừng ép tới Thành Đồng, cứ cho nó lừ đi. Từ từ Thành Đồng ơi. Được, được, cái này ấy mà. Ôi, quá lắm. Chị đôi anh Thành. Không biết. Cá cha. Cá cha luôn hả? Không biết là cá gì. Thấy nó ghìm ghìm ghê quá không biết. Chèo. Chèo cái Thành Rồng nó mới biết được. Cá gì Thành Rồng? Chưa biết hả? Không được. Đừng ép nó em ơi. Hư hình hết á. Bốn trăm đó. Con chấm quá. Chị đôi em. Nó ghiềm không à. Chị đôi em. Cái người đại dương xiên á ơi. Không có tới được đâu. Đứng luôn. Đâu. Ai. Để con cha lên mà. Cũng vừa cá cha ông. Được cá cha bự lắm á. Thì... Nay là một có mà cá nhiều sao cá đi tìm quá trời luôn. Từ từ thôi Thành Rồng ơi. Dày không sướng hả? Trống chảy rồi. Hết hồn, hết thần vậy. Cái nhị gió rồi đỡ lặn. Không lặn nổi luôn. Bước cái đồ chơi. Nhiều lắm rồi, anh Dũng ơi. Ông Dũng giờ chuẩn bị bắt con nữa nè. Lấy chục bản hai vô mới tới. Vậy là bớt cái Thành Rồng nó chạy lên đụng Dương luôn. Xong luôn.
cái nhịp cái lò trong các quý vị không nó gầy không mà nó đang thành đoàn đấu đưa lên được không? Phát một nổ lên đây nó đưa lên luôn. Mày đâm ra thẻo nhỏ đứng bắn vô cột này hết cả đứt cái thẻo rồi. Con cái đứt giờ qua con này. Mấy ông làm rụng quá im hết luôn. Ông tới không vô? Chụp ngay càng câu luôn á. Ngay càng câu luôn. Dùng dây nó trùng rồi, kéo ngay càng câu luôn, dùng ngay càng câu nó mới móc là được. Dùng ngay càng câu nữa. Dùng ngay cái xác cái chai cũng được. Để ta chiên săn hàng ta vụt mới được. Đó, rồi lôi vô được rồi, từ từ thôi. Mình đồ gì cũng có. Tháo chục ra, tháo cần nó quất vô cần là ca bo chết luôn không? Bây giờ tôi lỡ móc cái mồm cái bo. Còn. Còn. Nó mới giật cái mà. Đăng lên con một chấm không luôn, một chấm thì khỏe cứ từ từ móc đó kìa. Anh nhiều vô xíu nữa đi cho ông gỡ cái đó ra đây rồi nối vào hiểm sao. Móc cái tay trước đi rồi móc cái cặp vô đó đi rồi gỡ cái kia ra trước đi để nó căng cho nó chạy cái là đứt kìa. Đứt đằng kia trước chứ đâu phải đứt đây đâu. Rồi nói rồi. Giờ thấy quay con này nha. Tiếp con này. Cũng được, cá nào cũng là cá. Nó vô đây cá phi vô. Chạy rồi. Thả bớt ra. Thả bớt ra. Giờ đâu có ai đâu, cứ thả đi. Giữ dây nè, đâu có cho nó chạy đâu mà. Rồi đó mà lại ghiền với nó, bo nó luôn. Quá nó còn pha cú ghê lắm. Con này phải chích 8 tí. Đùi cỡ đó. Anh thấy đùi chưa? Quảng đùi lớn nè. Thấy là nào? Đi dưới đó kìa. Chạy dưới đập đuôi đó đụng. Con thành rồng cá chấm. Gầy ghê lắm. Nó gầy đủ y như con chấm bữa. Bo bằng chết. Rồi, cất lên sơ sơ thôi. Từ từ thôi ông ơi, từ từ không ơi. Bự lắm á. Chơi luôn. Cái mặt sang hàng đâu? Con này đầu 8. Đuôi dây nè. Con này đầu 8 trở lên. Không có lắc nổi đâu. Không có lắc nổi đâu. Bỏ
bỏ đi. Đâu có lắc nổi nó đâu. Tầm cả 5-10 nhịp vậy nó